Hi everyone. Chúng ta biết rằng là trong một mệnh đề thì chúng ta chỉ có một động từ chính. Còn các cái động từ khác nếu các bạn muốn theo sau nó thì chúng ta phải thêm to verb hay là verb ing hoặc là be infinitive, tức là nguyên mẫu không to. Vậy thì trường hợp nào chúng ta sẽ dùng to infinitive tức và trường hợp nào chúng ta không có dùng to? Thì trường hợp đầu tiên đó, thì mình sẽ nói đến cái trường hợp là to infinitive, tức là chúng ta to cộng với lại động từ nguyên mẫu. Thì ở đây nó sẽ có 7 trường hợp cho chúng ta dùng ở trong cái trình độ B1 này. Thứ nhất đó, là chúng ta muốn nói đến một cái mục đích của cái động từ chính nha các bạn. Ví dụ như mình nói là I went to market to buy some food. Vậy thì ở đây đó, cái to buy, cái từ cái động từ mà to infinitive là to buy đó, là nó diễn tả cái mục đích cho cái động từ went nha các bạn. Cái trường hợp thứ hai đó là chúng ta dùng với một cái cấu trúc là x cộng với b và cộng với lại adjective thì chúng ta sẽ cộng với lại to verb. Thì chúng ta nhớ là cái động từ to be đây là chúng ta phải chia theo thì nha các bạn. Thí dụ như hiện tại các bạn phải chia là is, quá khứ past simple thì các bạn phải chia là was. Ví dụ mình nói là it's easy to study English. Cái trường hợp thứ ba đó là chúng ta sẽ dùng sau một số các cái tính từ adjective đó các bạn. Ví dụ chúng ta hay gặp là afraid nè, surprised nè, free nè, happy nè, ready nè, sorry nè, vân vân. Ví dụ như mình nói là I'm happy to see you again. Trường hợp số 4 đó là chúng ta dùng sau hai cái từ là to và enough. Thì nếu các bạn nào chưa xem cái cách dùng to và enough ở trong cái trình độ A1, A2 đó thì mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Ví dụ như mình nói là I'm too tired to walk. I'm old enough to drive a car. Cái trường hợp số 5 nữa là các bạn sẽ dùng sau một số các cái động từ nha các bạn. Tức là có một số động từ nó sẽ quy định rằng là nếu các bạn muốn dùng một cái động từ khác thì theo sau các bạn phải cộng với lại to verb, tức là to infinitive. Thì một số các động từ chúng ta hay gặp đó là afford, agree, appear, decide, forget, hope, learn, manage, need, offer, promise, seem, good like, want, okay, vân vân các bạn, nhiều lắm. Ví dụ như mình nói là I want to study English à, các bạn. Thì chúng ta thấy là cái động từ want nó quy định là các bạn nếu mà các bạn muốn dùng thêm một động từ khác thì các bạn phải thêm to vào. Cái trường hợp số 6 là nó sẽ theo sau một cái object của một số các động từ. Thì thông thường đó là 80-90% nó nếu như một cái động từ mà nó có một cái object phía sau đó thì chúng ta sẽ dùng to verb các bạn. Đó là thông thường các bạn. Ví dụ như chúng ta có những động từ chúng ta hay gặp, ví dụ như advise, allow, invite, order, tell, vân vân. Thì những cái động từ này thông thường chúng ta sẽ dùng là tell somebody to do something nha các bạn. Ví dụ như allow somebody to do something. Ví dụ như mình nói là they allow me to park my car in front of the house. Và cái cuối cùng đó là chúng ta dùng sau các cái question words, tức là những cái từ để hỏi. Ví dụ như là what, where, when, how, vân vân các bạn. Ví dụ như mình nói là I don't know what to do, tức là mình không biết phải làm gì. I don't know where to go, tôi không biết phải đi đâu các bạn. Hoặc là I don't know how to use, tôi không biết phải dùng như thế nào. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình nói tới cái trường hợp thứ hai là khi nào chúng ta không có thêm to, tức là chúng ta dùng be infinitive mà không, tức là chúng ta dùng một động từ không có to, nguyên mẫu không to. Thì đầu tiên đó là các bạn dùng cái nguyên mẫu không to đó là sau các cái modal verb. Ví dụ như chúng ta có các modal verb ta hay gặp là can, could, may, might, should, must các bạn, vân vân. Ví dụ như mình nói là I must study well. Cái trường hợp số 2 nữa là sau hai cái động từ let và make chúng ta không có thêm to nha các bạn, tức là dùng nguyên mẫu. Ví dụ như mình nói là they let me go hoặc là my mom makes me do housework ha các bạn, tức là mẹ tôi bắt tôi làm việc nhà. They let me go tức là họ để tôi đi. Và cái trường hợp thứ ba nữa là chúng ta dùng với lại các cái chữ good rather hay là had better. Thì hai cái cụm từ này đó chúng ta dùng nguyên mẫu không to các bạn. Ví dụ như mình nói là I'd better have bit hoặc là you better not to go out at night. Ở đây mình có một cái chú ý là cái từ have, thì cái từ have đó các bạn có thể dùng hai cách đều được nha các bạn. Có thể dùng have to do hoặc là have do, tức là có to hoặc không to gì đều đúng các bạn. Ví dụ như mình nói là I have him to do his homework hoặc là I have him do his homework, cả hai câu đều được hết các bạn.
Thì đó là toàn bộ cái cách sử dụng các infinitives, tức là chúng ta cộng với lại to verb hoặc là cộng với verb không to ở trong cái trình độ B1 này. Thanks for watching.